Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiều ngày 25 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước cho biết để tăng cường việc đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành sử dụng thẻ ngân hàng. Ngày 21 tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 2235/2024 về việc triển khai biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát các quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo quán triệt cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống thực hiện đúng trình tự, thủ tục phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng theo đúng quy định pháp luật khi thực hiện phát hành thẻ cho khách hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại phải rà soát đảm bảo các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành, tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan. Đồng thời phải công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp đảm bảo khách hàng đã nắm được các thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng, các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi, đặc biệt là với thẻ tín dụng, và những thay đổi, nếu có, trong quá trình khách hàng sử dụng thẻ. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng trên toàn hệ thống rà soát toàn bộ quy trình xử lý, tra soát, khiếu nại theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát sinh khiếu nại, phản ánh của khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ, tổ chức phát hành thẻ, xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật liên quan. Qua đó, giúp đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và dứt điểm, không để vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng, cũng như hình ảnh và uy tín của tổ chức phát hành thẻ. Đối với trường hợp phát hiện các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ của khách hàng, như không phát sinh giao dịch, phát sinh nợ quá hạn kéo dài, thông qua quá trình kiểm soát, giám sát, tổ chức phát hành thẻ cần chủ động thông tin đến khách hàng và phối hợp các bên liên quan có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng và tổ chức phát hành thẻ. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cần thực hiện các biện pháp truyền thông tới khách hàng về quyền và trách nhiệm của khách hàng trong quá trình phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng. Khuyến cáo khách hàng các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng, tránh rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân, thông tin thẻ sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp. Chia sẻ của một cá nhân làm nghề môi giới bất động sản, anh nói có nhiều khách hàng của mình gặp phải tình huống trớ trêu liên quan đến nợ xấu thẻ tín dụng dẫn đến khó vay tiền ngân hàng. Có thể kể ra như mở thẻ tín dụng xong không dùng nhưng thẻ bị tính phí thường niên mà khách không biết, quá 90 ngày thanh toán nên nhảy nợ xấu nhóm 4 hoặc 5. Dùng thẻ năm đầu do được miễn phí, năm sau không khóa thẻ nên bị tính phí thường niên chuyển thành nợ xấu. Dùng thẻ trả nợ tối thiểu, phần còn lại không trả do không đủ số dư trong tài khoản vì đã mở tài khoản sang ngân hàng khác dính nợ xấu. Chung quy số tiền khách nợ không nhiều nhưng do chủ quan hoặc không để ý nên bị quá hạn trên 90 ngày là chuyển nợ xấu ngay. Khi khách thanh toán hết nợ cũng mất 5 năm mới được xóa CIC, do đó không thể vay ngân hàng được. Đặc biệt là vợ hoặc chồng bị nợ xấu thì người còn lại cũng không thể vay được, rất đáng tiếc. Hay có vụ việc đi vay tiền mới phát hiện nợ xấu 4,5 triệu đồng thẻ tín dụng. Xin trích lại lời chia sẻ của nhân vật. Được bạn giới thiệu, chồng tôi mở thẻ tín dụng, chưa sử dụng lần nào đã dính nợ xấu. Mấy ngày nay vụ nợ hơn 8 triệu thẻ tín dụng, sau 11 năm thành hơn 8 tỷ khiến tôi rùng mình nhớ lại việc mở thẻ tín dụng của chồng tôi năm 2021. Chồng tôi may mắn phát hiện kịp thời, nếu không có lẽ số tiền lãi không còn là 4,5 triệu, như năm 2021 chồng tôi phải trả cho ngân hàng. Chồng là cổ đông của công ty tôi đang làm việc. Tháng 11 năm 2021, tôi ra ngân hàng để làm hạn mức vay vốn cho công ty tôi, thì được ngân hàng thông báo. Một cổ đông công ty, chồng tôi, đang dính nợ xấu của một ngân hàng cổ phần, nên nếu công ty muốn làm hạn mức vay vốn, thì phải trả hết nợ ngân hàng, và ngân hàng cổ phần kia phải có giấy xác nhận chồng tôi đã trả hết nợ. Tôi vội vàng gọi cho chồng để hỏi xem có vay nợ ngân hàng không,
nhưng chồng tôi khẳng định chưa bao giờ vay ngân hàng. Tôi liền gọi đến ngân hàng cổ phần mà chồng tôi đang nợ và nhận được câu trả lời. Chồng tôi mở thẻ tín dụng nhưng không dùng nên bị tính phí thường niên của năm mở thẻ hơn 1 triệu đồng. Và do chồng tôi không nộp hơn 1 triệu phí thường niên đó nên bị ngân hàng tính lãi đến thời điểm tháng 11 năm 2021 là 4,5 triệu đồng. Tôi về nhà hỏi chồng có mở thẻ không thì anh mới nhớ lại cách đó gần 2 năm có người bạn giới thiệu một nhân viên ngân hàng cổ phần đến công ty mở thẻ tín dụng để có chính sách ưu đãi để đi đánh góp. Vốn công việc bận rộn nên khi nhân viên ngân hàng mời nhiệt tình và cả nể bạn, chồng tôi ký giấy tờ mở thẻ. Nhân viên ngân hàng đã ký giấy tờ tại công ty và mang thẻ đến tận công ty cho chồng tôi. Tuy nhiên sau khi mở thẻ, chồng tôi cất thẻ vào ngăn kéo và chưa một lần sử dụng. Từ đó cũng không nhận được thông tin từ phía ngân hàng nên cũng không biết là đang bị dính nợ xấu từ ngân hàng. Tôi trách chồng khi mở thẻ không đọc kỹ các điều khoản của ngân hàng và để tránh phiền toái nên tôi đã trả hết số tiền 4,5 triệu đó cho ngân hàng và chấp nhận việc trong 5 năm vợ chồng tôi không thể vay vốn ngân hàng nếu có nhu cầu vay vốn. Đến giữa năm 2023 tôi lại giật mình khi công an quận gửi giấy triệu tập chồng tôi đến cơ quan công an phối hợp điều tra vụ công ty tài chính tín dụng ở Sài Gòn. Tôi và chồng không biết chuyện gì đang xảy ra nên đến công an quận để hỏi rõ thì mới tá hỏa vì hồi đó lúc chồng tôi chưa biết đến số tiền lãi để trả ngân hàng thì ngân hàng đã chuyển danh sách nợ khó đòi cho công ty này. Cũng may do số tiền lãi của chồng tôi ít nên họ chưa có động thái gì để đòi nợ nên chưa gặp phiền toái gì và chủ công ty kia đã bị bắt. Khi đọc tin khách hàng ở Quảng Ninh vướng lùm xùm nợ thẻ tín dụng, tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì hồi đó biết chồng tôi nợ, tôi đã trả ngân hàng ngay. Chứ để đến hiện tại thì không biết bao nhiêu phiền toái nữa sẽ đến với vợ chồng tôi. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người gặp những trường hợp như chồng tôi nhưng không muốn phiền toái nên ngậm ngùi trả lãi ngân hàng. Đây cũng là bài học và cảnh báo nên đọc kỹ các điều khoản mở thẻ tại ngân hàng nếu thực sự có nhu cầu sử dụng. Nghe xong những lời chia sẻ của nhân vật thì quả thật mừng cho chị khi chưa gặp rắc rối lớn nào. Những bất tiện liên quan đến thẻ tín dụng còn từ phía những nhà cung cấp dịch vụ, những ngân hàng muốn tối đa hóa lợi nhuận. Hẳn nhiều người chưa quên vào dịp Tết vừa qua, lấy tiền nhận quà mà nhiều công nhân phải đồng ý với điều kiện mở thẻ tín dụng chi tiêu. Ví dụ, giữa tháng 1, ông Tuấn, chủ tịch một công đoàn đông lao động ở Đồng Nai, nhận được 150 suất quà hỗ trợ sắm Tết trị giá 300.000 đồng mỗi phần của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhóm được xét trao là công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, thay vì nhận tiền mặt, chuyển khoản hay vật phẩm, lần này công nhân phải mở một tài khoản tại công ty tài chính HD Sison, khai báo thông tin theo yêu cầu, tải ứng dụng và kích hoạt thẻ tín dụng trực tuyến với hạn mức 5 triệu đồng. Người lao động được hướng dẫn mua hàng trên các sàn thương mại điện tử. Theo ông Tuấn, 300.000 đồng quà Tết nằm trong hạn mức tiêu dùng 5 triệu đồng. Do đó, khi công nhân sắm Tết, sẽ đồng thời kích hoạt thẻ. Nếu mua sắm quá số tiền được tặng, phần phát sinh sẽ được tính vào nợ, phải trả đúng hạn, chậm trễ sẽ đóng lãi kèm phạt. Ngoài miễn phí năm đầu, người sử dụng phải trả phí thường niên duy trì thẻ. Tôi sợ công nhân sẽ tiêu lố số tiền được tặng, họ lại không rành về thẻ tín dụng nên dễ trở thành con nợ. Ông Tuấn nói và cho biết thời điểm đó ông không triển khai các suất quà đến công nhân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.